Xin chào các bạn, mình là Bảo Đại và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà có thể bỏ đi cái mục Story của Facebook và Messenger trên Android. Thì cái cách của mình nó cũng không có quá gì là khó khăn hay cầu kỳ gì hết. Thì các bạn chỉ cần xóa hai cái ứng dụng Facebook hiện tại và cái ứng dụng Messenger hiện tại của các bạn ở trên thiết bị Android của các bạn thôi. Và sau đó các bạn và mình sẽ để một đường link phía dưới, thì các bạn ấn vào đường link đó thì các bạn có thể tải về hai cái file APK của Messenger phiên bản là 77 và Facebook phiên bản 86. Thì trên hai phiên bản này là nó chưa cập nhật cái tính năng Story của Facebook. Ngay cả Messenger cũng vậy, nó cũng chưa cập nhật tính năng Story. Thì sau khi các bạn tải xong á thì các bạn cài trực tiếp ở trên máy của các bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ cài thử, cài lại. Ok, My File này. Và đây APK của mình. Và mình sẽ, thì nó hiện một cái bảng như thế này. Các bạn ấn vào Setting và gạt cái mục này này lên. Và gạt cái mục này lên. Rồi, ok. Sau đó các bạn ấn Install. Rồi. Rồi, đó là cái cách mà mình muốn giới thiệu các bạn ngày hôm nay. Mình lưu ý cho các bạn mà đang xài những thiết bị Samsung thì cái ứng dụng Facebook á, của các bạn là bắt các bạn cập nhật luôn để mà các bạn sử dụng được. Thì cái của mình cũng bị như vậy, nhưng mà mình tải cái file APK đó về và mình chạy là mình có thể sử dụng được rồi. Thì có một số bạn nói là video của mình là âm thanh rất là nhỏ, thì mình rất là xin lỗi các bạn, bởi vì là mình đang ở dưới quê và mình đang gặp một cái tai nạn với lại cái chân, nên là mình không có thể chạy lên công ty, mình không có thể chạy về Sài Gòn, chạy lên công ty về quay ghi âm được nữa. Thì rất mong các bạn ủng hộ mình, thì có những video thủ thuật khác mình sẽ giới thiệu các bạn liền luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Tạm biệt, mình là Bảo Đại.